giảm được 18 cân. Vòng bụng của chị là giảm được 32 cm. Hầu như ngày nào chị cũng gọi từ cảm ơn Korea hết. Chị giảm đến cái số cân giống như bây giờ là giống như một cái động lực của chị, mà chị cũng không bao giờ chị mơ đến. Cái số cân của chị mơ đến là chị vào được 7 đến 8 kg, là phải nói là cái sự mong ước của mình thể là quá xa vời rồi. Nhưng mà bây giờ nó giảm đến cái số cân 18 cân. Nói chung là một cái số đó mà thời con gái chị cũng không có được. Đến bây giờ mà thật sự nếu như mình nói ra là chị rất chi là cảm thấy là sướng trong con người mình mà. Nói chung là hẳn lúc nào mình cũng có thể là tự hào về cái bản thân của mình. Đến bây giờ nói đến cô ra là mình rất là cảm động, vì nó mang cho chị một cái cảm xúc là rất chi là thật. Chồng cũng có Facebook và mình cũng có Facebook, nhưng mà chồng chỉ có một cái chị vào để xem, vậy là like thôi, chứ còn là không bao giờ mà để đăng một cái bài gì về vợ về con hoặc là về cái gia đình cuộc sống xung quanh mình là hầu như chồng chị nó không có. Đấy, thì là thường kia là chị là hay lên để đăng bài, tự đăng. Ừ, mình tự đăng, mình tự sướng, vậy như là mình tự sướng đó. Ờ đấy, nhưng mà hôm đấy là chồng chị có đăng lên một cái bài là giống như là mình để là mình cảm nhận được là tự nhiên chắc là chồng mình phải có một cái gì để cảm thấy thích thú thì mới đăng hình của chị lên. Thì là có nhiều người bạn của chồng chị vào hỏi là đấy là vợ hai của anh đấy ư? Thế chị cũng vào lại comment, chị cũng bảo lại là chị bảo đúng rồi, anh ấy mới cưới vợ hai đấy. Thì cái em đấy là em cũng đấy là cái chuyện thực tế mà cái em này em bảo ôi thế á, chị đấy mà em không thể nào em nhận ra chị là thôi thì em xin lỗi chị. Đấy, bây giờ là phải thật sự là phải nói quá sướng mà chồng phải nói là khen quá nhiều. Đấy, chồng bảo là thật sự bây giờ mà ôm vợ lỏng lẻng mà cảm giác là lúc nào thấy phải nói là chồng chị yêu chị là chị biết. Nói chung mình cảm nhận được. Đầu tiên là chị buổi sáng chị ngủ dậy là chị thấy mình đi ngoài là mình thấy ra cái vạn mờ. Đấy, cái vạn mờ nói chung là nó vàng mà nó như một cái có một cái màng mờ ở trên ấy. Đấy là bắt đầu chị đào thải là ngày thứ ba. Đấy, ngày thứ ba của chị đi làm về là chị được đào thải. Đến bây giờ là như này là chị làm cũng là hơi lâu rồi, cũng là 5 tháng hơn rồi, nhưng mà điều là bây giờ cái quá trình đào thải của chị nó vẫn còn. Cái lượng mỡ của chị á, trong cơ thể chị là hầu như chị đi xét nghiệm lại là bây giờ chị không có một cái gì này hết. Vì chị bị gan, về máu, với là nội tạng nhiễm mỡ của chị là nói chung là quá nhiều. Cho nên chị là bây giờ là chị đi kiểm tra lại rồi thì cái lượng mỡ của chị là không còn một cái gì này hết. Kể cả chị không ăn chị cũng không bị huyết áp. Còn hồi xưa mà ngang 8, 9 giờ mà chị không ăn là cái huyết của chị nó là tụt. Hồi xưa mà nói mà để mà chị mà đi bộ hoặc là chạy bộ tầm khoảng nửa cái số đó, đừng là nửa cái số mà tầm khoảng 3 bước hoặc là chục bước là chị đã thấy chị thở mà giống như thử là hổn hển đó. Nói chung mà đến bây giờ ra mà ai mà nhìn thấy chị là ngạc nhiên lắm, nói xong mày chạy giỏi thế, mày chạy mà một quãng đường mà dài hơn cây số để mà chị cứ chạy thong dong. Rồi buổi tối lại chị còn đi về đi khiêu vũ, mà khiêu vũ là nó vào cái chân rất chỉ là nhanh thoáng phát, mà chị vẫn làm được hết, sức khỏe tốt hơn rất là nhiều. Đấy, cho nó không bị hi hai hụt giống như hồi xưa nọ. Hồi xưa chị mà đi vài bước thôi là mình đã thấy mệt, vậy là lười vận động. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu cái mỡ nó trụt ra hết rồi, 18 kg mà mang trên đôi vai mình bao nhiêu năm ròng rã như thế, đến bây giờ là như này là phải nói này, quả sức là sung sướng rồi.